Con tôi kính chào quý anh chị nha. Chiều hôm nay em sẽ lên cho anh em mình toàn bộ cái bãi nha em nha. Nói chung là bãi rồi cũng kín hết rồi. Bãi sau thì cũng có một số xe đang dọn đang về. Innova 20, 21, 12, 25. Rất nhiều Innova nha quý anh chị. Quý anh chị mà cần mẫu Innova hoặc là những dòng Toyota Vios bền bỉ thì alo cho em nha. Theo số điện thoại của em là 0904 804567 nha. Thì bây giờ anh sẽ đi tổng hợp bãi cho anh em mình. Coi thử bãi nhà em có những xe nào thì quý anh chị mình đang cần những mẫu 4 chỗ hoặc 7 chỗ phục vụ gia đình mình thì alo cho em nha. Theo số điện thoại là 0904 804567 nha. Rồi đây là mẫu Santa Fe này quý anh chị, Santa Fe 2007. Con này là số tự động 2 cầu. Số tự động 2 cầu máy dầu. Con này mình để nằm lâu với em rồi. Thì anh chị nào có nhà ý muốn mua thì alo cho em nha. Cho Santa Fe bây giờ hạ giá rồi. Thật sự là bây giờ bán lỗ. Nói chung là bán trên 3 đồng tí là em bán thôi nha quý anh chị. Vốn con này là 330 mấy triệu rồi. Thì bên đây em để bằng vốn cho anh chị là mình là 300 về dọn dẹp nữa. Thì hồ sơ xéo nó em bán 345 cho quý anh chị nha. Quý anh chị có nhu cầu thì alo cho em nha. Xe bao lỗi cho quý anh chị luôn. Bao chết tiếp thờ thầy nha. Rồi cái bên đây là mẫu Toyota Vios 2018. Con này là số sàn nha quý anh chị. Số sàn nha. Số sàn phom mới rồi, 2018 thì có hai phom, một phom cũ và một phom mới bên này. Thì con này là được quay phom mới rồi nha. Thì con này em đang bán với giá là 325 triệu nha quý anh chị. 325 triệu xe lên màn hình đồ chơi đầy đủ cho quý anh chị rồi. Kèm theo đó bên em bán xe á là bên em có chế độ hậu mãi là bảo hành máy cho anh chị mình là 1 năm đối với những đời mà 2018, 2013 đổ lên. Còn ví dụ như dưới 2013 thì sẽ em bảo hành 6 tháng cho quý anh chị nha. Đấy. Thì Innova nhà em nhiều lắm, rất là nhiều luôn anh chị, những dòng bền bỉ mà thì em sẽ mua nhiều để phục vụ anh em mình nha. Thì anh chị em có nhu cầu á, anh em chị em có nhu cầu thật sự hoặc là đang tham khảo á thì alo ngay cho em nha, để biết vị trí cửa hàng bên em và lại mình xem thử nha. Cái dòng đây là dòng Toyota Vios 2017 đó, 2018 2017 này quý anh chị, trên lệch nhau 30 triệu về vốn phom dáng. Phom dáng và năm 1 năm đời thì con này em đang bán với giá là 295 triệu nha quý chị. 295 triệu Toyota Vios 2017 á. Anh thật sự là mấy anh chị mình mua về mà chạy dịch vụ cũng rất là ok, tại mấy dòng đây là dòng nó màu trắng bền bỉ đó, ít hư hao, ít hư vặt nên chạy dịch vụ rất là ok nha quý chị. 296 triệu nha. Ở bên em giờ em sẽ quay một cái mẫu xe gia đình anh em mình đi nè. Con này chạy xe ho đám cưới cũng rất là ok. Kia Cerato, con này là 2020. Con này là số tự động bản Luxury 2020 nha quý anh chị. Bản Luxury con này thì có nhiều bản. Bản 2.0, 1.6, bản Luxury, bản Deluxe là nó không có cửa sổ trời nha. Con này thì có cửa sổ trời. Thì con này em bán với giá là 480 triệu nha quý anh chị. 480 triệu nha. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo cho em. Xem xe rồi hai bên cùng thương lượng. Mới những dòng đời cao này thì em bao chết hãng nha quý anh chị nha. Cứ lên hãng chết đâm đụng ngập nước cho quý anh chị nha. Phom dáng con này cực kỳ dài, cực kỳ đẹp luôn nha. Về một mẫu xe mà chạy dịch vụ cho anh em nữa nè. Đây, Kia Morning con này là 2022 nha. Con này đời rất là cao luôn. Anh chị nào ở Bình Dương, Bình Dương mà tầm tiền 100 mấy muốn góp con này thì cũng có thể góp nha. Con này biển 50 Sài Gòn, một chủ mua mới. Anh này chạy Grab. Anh chạy Grab anh đăng ký biển vàng. Biển vàng thì giờ em để biển vàng bán luôn cho dễ. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nha. Con này em bán 239 triệu nha quý anh chị. 239 triệu bao rút hồ sơ gốc cho quý anh chị mình nha. 239 triệu. Con này lên mâm rồi, chưa có màn hình. Anh chị em nào mua thì lên màn hình cũng được nha. Màu trắng rất đẹp luôn. Hầu như là bên em cửa hàng bên em là bán những dòng xe mà dễ xài, mà ít hư vặt cho quý anh chị mua về sử dụng nha. Ở đây là Innova, con này là 2012, 295 triệu. Xe bản E đủ nha. 22, 295 triệu. Với những dòng mà 22, 23 thì trong màu thất nó màu đen rồi. Anh chị này mà mua về màu đen thì thật sự nó ít dơ lắm. Mua về chạy dịch vụ đồ rất là ok nha. Mấy con này thì bảo hành máy cho quý anh chị là 1 năm luôn, 22 bảo hành 1 năm luôn cho dễ nha. Con này biển 61 Bình Dương. Cái biển đang cho cái con kia mượn đi giao xe quý anh chị.
biển 61 Bình Dương nha. Rồi sau đây là một cái Innova nữa này. Con này là 2011 bản G. Em bán cho quý chị là 245 triệu nha. Xe bán ra bao đâm đụng bao ngập nước cho quý anh chị. Và quý anh chị mình cứ lại xem xe giá trên có bớt có thương lượng thì lại xem xe và chạy thử nha. Xe trang bị màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ hết rồi. Đó. Cứ anh chị mình cứ lại xem xe, không ơn chỗ nào thì cứ nói với anh em có thể là hai bên thương lượng. Đó, hai bên thương lượng rồi mình làm lại nha. Đó, không dọn, nói chung là cái xe không có ai mà vừa ý ai cả. Thì quý anh chị mình có nhu cầu á thì cứ lại xem xe. Con này mình thùng tôn không quý anh chị. Cứ lại xem xe rồi hai bên thương lượng giá cả nha. Tất cả các giá trên thì em có bớt có thương lượng cho quý anh chị hết nha. Chứ không phải là cơn sale bán vậy là không có nha quý anh chị. Còn anh chị này mà mua về đi rừng, đi núi hoặc là có công việc chở đồ thì đây, đây là một mẫu bán tải Ford Ranger. Con này là 2017. Số tự động. Số tự động thì chỉ đi trong phố thôi. Chứ mà đi đi rừng, đi núi thì đi mấy cái đồi cao thì mấy dòng một cầu này nè thì nó không được chuộng lắm. Nhưng đi trong phố thì con này nó được lách luật một cái là nó đi trong giờ nào cũng được, không có cấm nha quý vị. Thì con này em bán với giá là 460 triệu nha. 460 triệu Ford Ranger XLS 2017 số tự động. Xe zin nguyên bản, bao lỗi lầm cho quý anh chị nha. Bao lỗi cho quý anh chị luôn. Đây bên đây là còn mẫu một Toyota Vios nè. Anh chị này mày có tiền nhiều một tí nữa, muốn nhàn tay nhàn chân á thì chạy con này dịch vụ vẫn ok. Nhưng mà theo ý em là đi gia đình nha, nên đi gia đình con này thì siêu bền luôn. Siêu bền, siêu tiết kiệm. Đó. Toyota thì anh chị mình biết rồi. Toyota Vios bản G 425 triệu nha quý anh chị. 425 triệu. À, giá trên có bớt có thương lượng khi anh em mình chị em lại xem xe và chạy thử nha. À, cứ xem xe trực tiếp rồi anh chị em mình thương lượng nha quý anh chị. 79A41736. Xe trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Mấy dựng cái dòng đời cao này á thì anh chị em mình cứ lại cửa hàng thì có thể là chơi bên thứ ba lại test thoải mái nha. À, mấy cái dòng đời cao cao thì test thoải mái. Còn mấy dòng đồng đời thấp thấp á thì nói chung là có một số va chạm keo chỉ thôi thì bên em vẫn mua nha. Còn đâm đụng nặng thì bên em không mua nha quý anh chị. Rồi đây là mẫu Innova, con này là 2017. Con này thì trước kia anh này có đăng ký chạy Grab. Bữa nay anh bán lại, anh ra biển trắng anh bán lại cho em thì bên em vẫn mua nha. Xe bán ra bao rin, bao chế thẳng cho quý anh chị, keo chỉ nguyên rin, máy móc nguyên rin cho quý anh chị nha. Đấy, xe trang bị bi gầm, bi cầu cam 360. À, màu trắng. 415 triệu nha quý anh chị. 415 triệu cho mẫu Innova. Con này là 2017 nha. Xe trang bị full đồ chơi. Đó, full option rồi. Cam màn hình, cam lùi, phim cách diệt xịn. Rồi cam 360. À, tùm lum đồ chơi luôn. Bán ra bảo hành máy cho anh quý chị 1 năm nha. Đó, siêu cọp luôn. 415 triệu nha. 415 triệu cho mẫu Innova 2017 nha quý chị. Rồi bên này. Đấy, hoa hậu mới ngày hôm nay nè. À, tuy nó là một con xe đời sau nhưng đường cái là gì, nó không có taxi, không dịch vụ. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai á là keo chỉ con này là nguyên zin 100% nha quý anh chị. À, trước mắt quý anh chị là mẫu Innova đời 2008 nè. Xe trang bị bi cầu cam lùi cam hành trình đầy đủ hết rồi. Xe màu cát mở gà, màu này màu vàng mở gà nha quý anh chị. Xe mới cho spa xong. À, đây quý anh chị mình coi nè. Cô vô lăng này nhìn có ghiền không quý anh chị. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Trần nỉ nguyên zin, ghế da thì được bọc lại rồi nha quý anh chị. Đó, anh chị mình coi keo chỉ nè, có ghiền không. Đấy, nói thật là anh chị mình mua 215 triệu bây giờ, cái tầm tiền bây giờ nó cực kỳ hợp lý rồi quý anh chị ơi. Đó, nó thật sự luôn, nó hợp lý quá để mua một con 7 chỗ mà bền bỉ, thùng đồ thẳng băng, keo chỉ nguyên rinh thì anh chị mình không có cái nào gọi là bền qua Innova đâu quý anh chị à. Cái này thật sự là em nói luôn, riêng cái dòng Innova này chạy miết thôi, chạy miết thôi, phá chỉ có phá nó mới hư thôi nha, chứ không mình cứ bô ri họng ga đồ nhớt nhau mình thay thì chạy miết luôn. Rồi bên này anh chị em nào mà thích một mẫu xe đi gia đình mạnh mẽ không quan tâm về xăng thì con này là một mẫu xe cao ráo cho anh chị mình đi nè. Fortuner 2007, con này là số tự động SR. À, con này là xe nhập Indo nha quý anh chị. Con này em bán với giá là 295 triệu nha quý anh chị nha. Xe màu đây là màu cái đây mới đúng là màu ghi vàng nè.
295 triệu nha quý anh chị. Giá trên đã cắt lỗ rồi. Em nói thật luôn, con này em mua cao lắm. Nó đẹp quá nên mua ráng, chứ thật sự giá trên là giá cắt lỗ luôn quý anh chị. Đấy, còn cái mẫu này là mẫu con này bán rồi, đang bám biển cho khách. Con nói chung là mấy cái xe mà bám biển rồi á là em sẽ để trong nhà để tránh cái tình trạng là hư sơn thứ nhất, thứ hai là bảo quản cái xe của khách nha quý anh chị. Bảo quản cái xe của khách, một con xe dựng trong nhà để cho nó gọi là hoàn hảo nhất cho một con xe giao cho đến tay khách hàng nha. Rồi anh chị mà cần một mẫu xe đầm chắc hạng Mỹ, đây Ford Code, con này là 2011, con này là số sàn nha quý anh chị. 2011 số sàn, con này thật sự luôn siêu cộp luôn quý chị ơi. 2011 mà mới chạy có 130 mấy nghìn cây thôi. Đấy, xe nguyên zin nguyên bản, máy nguyên zin, bao chết tết. Riêng con này anh chị mà lại coi mà có lỗi á, thì em tặng xe mang về. Tặng xe mang về luôn, khỏi cái tiền bạc vậy luôn. Đấy, con này rất là cộp luôn. Thật sự trên thị trường á nó bán chỉ có tầm 160-170 là có xe nha quý anh chị. Nhưng mà xe nó làm sao, chất lượng xe nó làm sao nha, mới có giá đó. Còn anh em mua thật sự mấy cái xe đẹp á thì không có mua rẻ được đâu quý anh chị ơi. Người dân dùng mà đẹp sẽ không có rẻ, còn rẻ thì không có đẹp đâu nha quý anh chị. Rồi đây tiếp theo là mẫu Innova, con này là 2013, xe bản E đủ. Đấy, con này anh trai trước bán ra cho anh chạy dịch vụ ở thôn quê, thì bây giờ anh đổi xe lên đời, anh bán lại cho em mua rẻ, em bán rẻ nha. Innova 2013, 275 triệu nha quý anh chị. 275 triệu, xe trang bị màn hình cam lùi cam hành trình hết rồi, ghế thì được bọc mới, thiếu hai cái đầu ghế nhìn nó khó coi quá. 275 triệu nha quý anh chị. Đấy, thì quý anh chị mà có nhu cầu thì alo cho em nha, theo số điện thoại là 0904804567. Địa chỉ xem xe của tại cửa hàng em á là 392 đường DT743, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha. Cứ alo trực tiếp cho em, có giá giảm giá bớt hết nha. Xe về rất là nhiều quý anh chị, to nhỏ lớn bé, 7 chỗ 4 chỗ đều có rất là nhiều. Riêng dòng Innova thì nhà em đang có con 2018, 19, 20. Đó, từ 2, 6, 7 có hết luôn nha quý anh chị.